Xin kính chào quý vị và các bạn. Ba biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông tin thêm về vụ Nguyễn Minh Hoàng sinh năm 2005, ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, sát hại cụ bà 75 tuổi làm nghề nhặt ve chai. Qua làm việc, Hoàng khai do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản để thực hiện hành vi, đối tượng mang theo khúc cây, dao bấm đi tìm con mồi. Nạn nhân là bà NTM, 75 tuổi, ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Khoảng gần 2 giờ ngày 30 tháng 3, Hoàng điều khiển xe mô tô biển số 61 k 101833 chạy trên các con đường ở xã Phước Hòa tìm người để cướp. Khi thấy bà M đang dựng xe máy để nhặt ve chai trước cổng sau trường mầm non ở xã Phước Hòa, Hoàng đã dừng lại quan sát. Sau khi nhặt xong, bà Mờ quay lại xe máy để ra về, thì Hoàng đi bộ ra phía sau và dùng cây tác động mạnh vào sau gáy. Khi bà Mờ té xuống đất kêu cứu, Hoàng tiếp tục dùng dao bấm ra tay nhiều nhát vào sau cổ nạn nhân. Khi thấy máu chảy ra nhiều, Hoàng lấy xe máy và cầm hung khí rời khỏi hiện trường. Về đến nhà, Hoàng rửa hung khí gây án rồi cất trên đầu tủ quần áo. Đối với thông tin Hoàng đang là thành viên của lực lượng dân phòng xã Phước Hòa, lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương cho biết, người này đang trong giai đoạn thử việc, Bước đầu xác định động cơ gây án là để cướp tiền, nhưng chưa cướp được. Như tin đã đưa, dạng sáng 30 tháng 3, người dân sống tại một khu dân cư ở xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, đã phát hiện một cụ bà nằm chết bên cạnh là chiếc xe máy có chở ve chai. Nhận tin báo, công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Ban đầu tất cả đều nghĩ đây là vụ tai nạn giao thông, tuy nhiên qua kiểm tra thì trên người nạn nhân có nhiều vết thương do hung khí gây ra nên vụ việc nhanh chóng được trình báo lên công an tỉnh bình dương nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã nhanh chóng phân công lực lượng tổ chức phối hợp với các đơn vị có liên quan khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi công an tỉnh bình dương sau đó đã tới phối hợp cùng công an huyện phú giáo khám nghiệm điều tra trích xuất camera để truy bắt thủ phạm bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ lực lượng xác định đối tượng gây án là nguyễn minh hoàng nên đã mời làm việc sau một hồi quanh co chối cãi, biết không thể thoát nên Hoàng đã thừa nhận hành vi sát hại người. Điều đáng nói, Hoàng là thành viên trong lực lượng dân phòng đang làm việc tại xã Phước Hòa. Sau khi gây án, người này vẫn có mặt tại xã để làm việc như bình thường, mặc áo dân phòng cùng công an, truy tìm hung thủ gây án. Mới đây, theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Y Phát Nie, 45 tuổi, trú tại thị trấn Eak, huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi sát hại người. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4, Y Phát đi nhậu về đến nhà ở tổ dân phố 4, thị xã Eak và nằm nghỉ. Không lâu sau đó, Y cũng đi nhậu về đến nhà và liên tục chửi bới, xúc phạm chị gái. Thấy vậy, Y Phát đi đến can ngăn thì xảy ra mâu thuẫn với Y Lúc này Y đi ra sau nhà lấy một cây gậy gỗ dài khoảng 1,5 mét, quay lại đánh nhiều phát trúng vào người Y Phát và chị gái. Bị đánh đau, Y Phát giật được cây gậy gỗ rồi đánh trả một phát trúng vào vùng đầu của Y khiến nạn nhân té xuống đất bất tỉnh. Tưởng anh trai say rượu nằm bất tỉnh nên Y Phát quay lại động viên chị gái. Một lúc sau, thấy anh trai vẫn nằm dưới đất nên Y Phát đi đến kiểm tra, phát hiện nạn nhân đã tử vong. Biết mình đã đánh mất mạng anh trai, Y Phát nhanh chóng nhờ người thân trở đến công an thị xã EAK đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện thi hành án, ông Hà Văn Hưng, Phó Tri cục trưởng Tri cục thi hành án dân sự huyện Bảo Yên, Lào Cai, bị Bùi Khắc Minh dùng dao rượt đuổi dẫn đến ngã gãy xương quay xanh. Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 2 tháng 4 năm 2024. Tri Cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Yên cùng lực lượng chức năng phối hợp tổ chức thực hiện thi hành án dân sự đối với ông Bùi Khắc Minh và bà Phạm Thị Hiếu tại tổ 2A, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, theo bản án đang có hiệu lực pháp luật. Trong quá trình tổ chức thi hành án, ông Bùi Khắc Minh liên tục chống đối, không chấp hành việc thi hành án, có lời lẽ xúc phạm, đe dọa, thách thức những người thực thi nhiệm vụ. Đỉnh điểm, ông Minh đã cầm dao rượt đuổi ông Hà Văn Hưng, sinh năm 1974, phó tri cục trưởng tri cục thi hành án dân sự huyện Bảo Yên, khiến ông Hưng bị ngã dẫn đến chấn thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Hưng đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán gãy xương quai xanh. Hiện đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai để điều trị. Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Ngọc Ba, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phía Tri Cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Yên đã báo cáo lãnh đạo cục. Hiện đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Bảo Yên, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bảo Yên yêu cầu xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ của Bùi Khắc Minh và vẫn thực hiện việc tổ chức cưỡng chế để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Sáng mùng 3 tháng 4, lực lượng chức năng vẫn đang huy động lực lượng tổ chức truy bắt phạm nhân trốn trại giam ở Thanh Hóa. Theo nguồn tin, sau khi trốn khỏi trại giam tại Thanh Hóa, Phạm Nhân Mai Văn Đệ, sinh năm 1991, quê Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, đã đi nhờ xe máy, sau đó bắt taxi di chuyển về huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Theo nguồn tin cho biết, Phạm Nhân này bắt taxi tới một cây xăng xã Hà Đông. Khi tài xế taxi vào đổ xăng, Phạm Nhân này đã ngồi sang ghế lái điều khiển xe chạy về hướng xã Hà Lĩnh. Khi tới khu vực giáp danh hai xã, người này bỏ xe lại bên quốc lộ 217, nhiều khả năng Phạm Nhân trốn lên khu vực rừng thông. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hà Lĩnh cho biết, trong đêm mùng 2 tháng 4, xã đã huy động lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng chốt chặn tại nhiều vị trí, thông báo vụ việc trên loa phát thanh để cảnh báo người dân. Trước đó, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết đêm mùng 2 tháng 4, cơ quan này đã phát đi thông báo khẩn về việc truy tìm một phạm nhân trốn trại giam đóng trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, phạm nhân trốn khỏi trại là Mai Văn Đệ, sinh năm 1991, quê Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Khi bỏ trốn, đối tượng mặc áo phông màu xanh, quần đùi kẻ ô vuông. Trong khi bỏ trốn, phạm nhân này đã cướp taxi, sau đó bỏ lại chiếc xe taxi tại địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa và bỏ trốn. Công an huyện Hà Trung cũng đã phát đi thông báo tới người dân cảnh giác tự bảo vệ bản thân và gia đình. Để phục vụ cho việc truy tìm phạm nhân, công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị nếu ai có thông tin thì thông báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh theo số điện thoại 02373858252 hoặc 0366 -695 588. Liên quan đến việc truy bắt phạm nhân trốn trại ở Thanh Hóa, tài xế Nguyễn Văn Mạnh, người bị lấy mất xe taxi cho biết sau khi bị cướp xe và biết vị khách là đối tượng trốn trại, đến bây giờ ông vẫn còn hoang mang lo sợ. Ông Mạnh kể, khoảng 17 giờ 50 phút anh đang đi thể dục ở gần nhà thì vợ gọi về chỗ khách đối tượng nói đang làm công nhân ở công trình xây dựng trên địa bàn xã Hà Đông. Do nhà có việc đột xuất nên thuê anh Mạnh chở ra quốc lộ 1A để bắt xe về Hà Nội. Tôi không biết đó là phạm nhân trốn trại, đang bị công an truy tìm nên đã nhận lời. Theo quan sát của anh Mạnh, phạm nhân đệ có biểu hiện giống người nghiện ma túy, cơ thể gầy gò, yếu ớt, lại bị thương ở chân. Nghi ngờ vì khách không có tiền nên ghé cây xăng ở gần nhà đổ xăng nhằm mục đích yêu cầu trả tiền trước mới tiếp tục hành trình khi vừa đến cây xăng anh mạnh được nhân viên thông báo đang chở phạm nhân trốn trại lúc này anh phối hợp với nhân viên cây xăng giả vờ đi vệ sinh để kéo dài thời gian đợi công an đến bắt tên phạm nhân trốn trại nhân viên cây xăng nguyễn ngọc đạt kể lại sau khi tiếp nhận thông tin về việc có phạm nhân trốn trại có các nhân dạng giống với người khách đang ngồi trên xe taxi tôi liền thông báo với tài xế taxi là anh đang chở phạm nhân trốn trại sau khi tài xế taxi giả vờ đi vệ sinh kéo dài thời gian chờ công an thì được vài phút, đối tượng đã cướp xe taxi chạy đi. Sau khi lái chiếc xe taxi rời khỏi cây xăng, đến địa phận xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, cách vị trí cây xăng khoảng 5 km, để bỏ lại chiếc xe, tiếp tục bỏ trốn. Trước khi bỏ lại chiếc xe, Phạm Nhân Đệ đã lấy đi một chiếc điện thoại và hơn 800.000 đồng tiền mặt của anh Mạnh để ở trên xe. Hiện chiếc xe đang được cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.